Mẹ, đây là ai vậy ạ? À, là người quen thôi. Anh cứ người đi, có gì rồi em nhắn tin sau. Mẹ, anh ta là ai vậy ạ? Mấy cả mẹ với cả anh ta có mối quan hệ gì? Sao con nhìn hai người có vẻ như là... Quan hệ gì là sao? Cô là con dâu tôi chứ không phải là mẹ tôi. Tôi không có trách nhiệm phải báo cáo với cô. Mau đi nấu cơm ăn đi, tôi đói lắm rồi. Anh à, sao về từ chiều mà không gọi điện thoại cho em? Ôi, cũng nợ của anh. Anh cũng đang định gọi cho em đây. Sao rồi, con dâu của em có biết mối quan hệ của chúng ta không? Chắc là không biết gì đâu, vì em không nói gì hết. Nhưng lần sau chúng ta hẹn hò thì cẩn thận một chút. Mà anh bảo này, con dâu của em trông cũng xinh đẹp và ngon lành đấy chứ. Có bẩn thỉu và lượng thượng như em bảo đâu. Làm cho anh cảm thấy nhớ đến một người quen cũ của anh quá. Anh nói quen là sao? Không có gì đâu. Thôi, em đi ngủ đây. Yêu em. Ok. Này, anh với cả mẹ chồng tôi có mối quan hệ gì với nhau? Tốt nhất là anh đừng lợi dụng gia đình tôi nhá. Nếu không... Nếu không thì sao? Người yêu của anh vẫn còn lưu số anh à? Anh đừng mãn nói bậy bạ. Tôi với anh ấy không còn mối quan hệ gì hết nữa. Anh đừng có mà lợi dụng mẹ chồng tôi. Nếu không ấy, tôi nói hết quá khứ của anh cho bà ấy biết đấy. Anh bảo này, bà già đó nhiều tiền, lại còn dễ dụ. Làm sao mà anh có thể bỏ qua được con người ngon như thế cơ chứ? Mà này, em nghĩ quá khứ của em thì trong sạch lắm nè. Nghe nói là đến bây giờ em vẫn chưa có con. Có phải là do chuyện năm xưa không? Ôi dồi ôi, anh bị làm sao thế này? Anh có đau không? Hôm nay là kỷ niệm 1 năm quen nhau. Anh đi mua hoa cho em, bị xe đâm phải. Anh xin lỗi, ngày vui mà tự nhiên thành thế này. Rồi ạ, hoa thì có quan trọng gì chứ? Anh mới quan trọng. Mà anh có đau nhiều không? Có phải đi viện không anh? Không sao đâu, nhìn thấy em là anh hết đau rồi. Thật ra thì chồng em mất lâu rồi, em cũng cô đơn nhiều năm nay. Thứ em cần bây giờ không phải là tiền. Em cần một người đàn ông yêu thương mình thật lòng, ở bên mình chăm sóc mình đến tận sau này. Em yên tâm đi, anh sẽ lo cho em suốt quãng đời còn lại, sẽ không để em phải cô đơn đâu. Mà em này, anh có một thằng bạn đang rủ anh đầu tư. Nó nói với anh là cần góp vốn, mà anh thì lại đang hết tiền. Em có thể cho anh vay được không? Anh cần bao nhiêu tiền? 2 tỷ. Làm sao em có nhiều tiền mặt như vậy? Vậy thôi, anh đi hỏi vay người khác. Thôi, để em rút tiền tiết kiệm cũng được gần 1 tỷ. Với lại bán hết cả trang sức của em đi, còn thiếu bao nhiêu thì em xoay sở, anh cứ cầm tạm nhá. Cảm ơn em, em đúng là người phụ nữ tuyệt vời nhất. Mẹ ơi, tận 2 tỷ đấy ạ. Mẹ tin tưởng giao cho anh ta sao ạ? Tiền của tôi làm gì cần người dưng như cô quan tâm sao? Cô lo mà làm tốt bổn phận của mình đi. Mẹ ơi, mẹ có biết anh ta là loại người như thế nào không ạ? Mẹ có biết là anh ta đã và đang làm gì không ạ? Anh ta là một kẻ lừa đảo đấy ạ. Anh ta... Tiện đây, anh cũng nói luôn cho em biết. Anh đã nhờ bạn anh điều tra về con dâu của em. Cô ta trước đây đã ngủ với hết thằng đàn ông nọ đến thằng đàn ông kia, đến mức độ phá thai nhiều lần đấy. Cô ấy không phải dạng vừa đâu em ạ. Cô đúng là cái đồ khốn nạn. Tôi không ngờ bấy lâu nay nhà tôi lại nuôi một con rắn độc như cô ở trong nhà. Con trai tôi đúng là có mắt như mù. Cô mau cút khỏi nhà tôi đi. Mẹ ơi, mẹ phải tin con, là hắn ta dựng chuyện để hại con đấy mẹ ơi. Tại sao tôi lại phải bịa chuyện cho cô? Tôi với cô không quen nhau. Chẳng qua là tôi không đành lòng nhìn cô hãm hại gia đình này nên tôi mới phải nói ra sự thật thôi. Cô cút khỏi nhà tôi đi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô ở trong cái gia đình này. Tôi sẽ nói với con trai tôi ly hôn cô ngay lập tức. Mà cô đừng có mơ có một chút tài sản nào của gia đình nhà tôi. Cảm ơn anh đã cho em biết sự thật. Chẳng qua là anh không muốn nhìn thấy em bị cô ta lừa gạt thôi. Theo như những gì anh biết ý, cô ta chỉ nhắm vào tài sản của gia đình em thôi, chứ không có yêu thương gì con trai của em đâu. Đúng là cái loại gái độc không con mà.
Bây giờ em chỉ tin tưởng mỗi mình anh thôi. Alo. Hôm nay mày để cho tao một chỗ nhá. Hôm nay tao bị chơi khô máu luôn. Yên tâm, hôm nay tao có tiền rồi. Mẹ, biết bà già dễ dụ như thế thì mình đã không tốn công thế này rồi. Công việc của anh dạo này thế nào rồi? Số tiền em đưa cho anh có đủ không? Anh với cả thằng bạn anh vẫn đang làm, nhưng mà vẫn đang thiếu một chút tiền. Nhưng không sao đâu, anh sẽ tự tìm cách khắc phục. Anh thiếu bao nhiêu nữa? Anh thiếu khoảng 500 triệu nữa. Anh sẽ cố gắng để lo cho tương lai của chúng mình sau này. Chỉ được cái dẻo miệng thôi. Em vừa chuyển khoản cho anh đấy. Em không muốn anh khổ sở với số tiền ít ỏi này. Cảm ơn em. Em đúng là người phụ nữ tuyệt vời nhất. Anh có điện thoại, anh ra ngoài nghe nhé. Alo, em yêu đấy à? Tối nay mình gặp nhau nhé. Em yên tâm, bà già đó vừa cho anh một số tiền rồi. Tối nay em muốn ăn gì, mua gì, anh chiều em tất. Con chào mẹ. Cô còn về cái nhà này làm gì nữa hả? Tôi không có cái loại con dâu như cô. Mẹ ơi, Việt Anh không đáng tin như mẹ nghĩ đâu ạ. Anh ta lừa gia đình con một số tiền rồi bỏ trốn. Bây giờ quay lại để lừa mẹ đấy ạ. Cô đừng có đổi tiếng ác cho anh ấy. Anh ấy không phải là người xấu. Chính cô mới là con rắn độc ấy. Cô lừa gạt gia đình tôi bao nhiêu năm qua. Giờ cô còn mặt mũi nào mà quay lại đây nữa hả? Mẹ ơi, mẹ phải tin con. Hắn ta là một kẻ lừa đảo đấy ạ. Tôi không cho phép cô nói xấu anh ấy. Cái nhà này không có chỗ chứa chấp cái loại như cô. Tốt nhất là cô cút khỏi nhà tôi đi. Chờ đấy mà ký vào đơn ly hôn của con trai tôi. Con sẽ tìm bằng chứng chứng minh cho mẹ thấy. Alo. Alo. Dũng đấy à? Là tôi đây. Việt Anh có qua đấy không? Việt Anh nào? Sao Việt Anh nói là làm ăn cái gì chung với cậu mà? Đấy thì làm ăn gì nó lấy tiền của bà đi chơi đấy. Mà dạo này tôi cũng có gặp nó đâu. Chắc là chết ở cái xó xỉnh nào rồi. Trời ạ. Giờ thì làm sao đây? Mẹ, mẹ làm sao đấy ạ? Cô còn về cái nhà này làm gì nữa hả? Con về để chứng minh cho mẹ thấy hắn ta là một kẻ lừa đảo ạ. Đây, mẹ xem đi ạ. Ngày trước con với cả hắn ta cũng có quen nhau một thời gian, nhưng mà mọi chuyện xảy ra không như mẹ nghĩ đâu ạ. Hắn ta lừa gia đình con một số tiền rồi bỏ trốn, nhưng mà con đã báo công an rồi. Công an đã tìm được nơi hắn chơi bời cờ bạc. Lần này hắn không thoát được đâu mẹ ạ. Mẹ đừng lo mẹ nhá. Ôi dồi ôi, mẹ có lớn mà không có khôn. Mẹ bị thằng Danh ấy lừa rồi con ạ. Giờ thì mẹ còn tiếc gì sống nữa. Mẹ ơi, mẹ đừng nói như thế. Lỗi không phải tại mẹ đâu ạ. Là do hắn quá mưu mô thôi ạ. Mẹ chết đi cho xong thì bao nhiêu tiền của mẹ đưa hết cho nó rồi. Giờ biết tìm nó ở đâu hả con? Biết ăn nói thế nào với chồng con nữa chứ. Mẹ ơi, mẹ đừng lo ạ. Công an vào cuộc rồi, sẽ sớm bắt được hắn thôi ạ. Hắn bị tội chiếm đoạt tài sản, phạm pháp đấy mẹ ạ. Còn về chồng của con thì con sẽ lựa lời để nói với anh ý. Mới cả là mẹ phải sống lâu trăm tuổi để bồng cháu của mẹ nữa chứ ạ. Con nói cái gì? Cháu nào? Con có thai rồi à? Dạ vâng ạ. Mấy năm nay vợ chồng con chạy chữa khắp nơi. Cuối cùng thì có kết quả rồi ạ. Mới động thai được 2 tuần thôi ạ. Mẹ xin lỗi vì tin người ngoài mà mẹ hiểu lầm các con. Nếu mà lần sau có chuyện gì ấy thì mẹ cứ nói với vợ chồng con. Mẹ cứ tin người như thế là bị lừa suốt đấy ạ. Mẹ biết rồi.